Hôm nay 11 tháng 12, Thủ tướng Campuchia Hun Manet thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Thủ tướng Phạm Minh Chính. Đây là chuyến thăm chính thức Việt Nam đầu tiên của Thủ tướng Hun Manet trên cương vị mới, góp phần tăng cường hơn nữa mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước Campuchia-Việt Nam. Kể từ năm 2005, khi lãnh đạo cấp cao hai nước thống nhất đề ra phương châm mới trong phát triển quan hệ song phương theo tinh thần láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài. Gần 20 năm qua, quan hệ hai nước không ngừng được củng cố và phát triển trên mọi lĩnh vực, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước, đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định, hợp tác ở khu vực và trên thế giới. Trên cơ sở nội dung thống nhất giữa Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh và Chính quyền Nhân dân Khu tự trị Dân tộc Trang, Quảng Tây, Trung Quốc, thư trao đổi của Cục Thương vụ và Quản lý Cửa khẩu thành phố Đông Hưng, Trung Quốc, từ hôm nay 11 tháng 12, mỗi du khách sử dụng hộ chiếu hoặc sổ thông hành sẽ được làm thủ tục thông quan du lịch biên giới từ cửa khẩu Bắc Luân Hai, thành phố Móng Cái, Quảng Ninh, thời gian thực hiện thông quan từ 8 giờ đến 15 giờ hàng ngày. Việc thông quan nhằm thúc đẩy hoạt động xuất nhập cảnh đối với hoạt động du lịch qua biên giới của nhân dân hai nước, thúc đẩy quảng bá tăng cường tiêu thụ hàng thủy sản của Việt Nam sang thị trường Trung Quốc và ngược lại. Riêng đối với cửa khẩu quốc tế Móng Cái, cửa khẩu Bắc Luân 1, thời gian thông quan, loại hình hành khách thông quan không thay đổi so với trước đây. Ngày 10 tháng 12, tại trụ sở Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Tổ phó Tổ công tác liên ngành, Phó trưởng ban chỉ đạo Bộ Quốc phòng về tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc đã chủ trì lễ trao quyết định của Chủ tịch nước cho 4 sĩ quan quân đội chuẩn bị triển khai làm nhiệm vụ tại các phái bộ ở Nam Sudan, Cộng hòa Trung Phi và khu vực Abyei. Trong đó có 3 nữ sĩ quan góp phần thực hiện cam kết của Việt Nam gia tăng tỷ lệ nữ tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Cho tới nay, Việt Nam đã cử 789 lượt cán bộ, nhân viên tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại 3 phái bộ và trụ sở Liên Hợp Quốc, trong đó có 782 người trong lực lượng quân đội và 7 người là công an. Nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Trung tâm Công tác Xã hội Công đoàn Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện chương trình chuyến xe mùa xuân dành cho đoàn viên nghiệp đoàn khó khăn về quê đón Tết. Theo đó, chương trình sẽ tặng 500 vé xe cho đoàn viên đang làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh đi các tỉnh Kon Tum, Bình Định, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An và Thanh Hóa. Thời gian đăng ký tham gia chương trình từ nay cho đến ngày 9 tháng 1 năm 2024. Đoàn viên có nhu cầu có thể đăng ký online thông qua fanpage Trung tâm Công tác Xã hội Công đoàn hoặc đăng ký trực tiếp tại văn phòng Trung tâm Công tác Xã hội Công đoàn số 14B Cách mạng tháng 8, phường Bến Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Trong dịp Tết Nguyên đán năm 2024, các cấp công đoàn thành phố Hồ Chí Minh cũng tổ chức chương trình tấm vé nghĩa tình, tặng vé máy bay, vé tàu, xe cho đoàn viên và người lao động. Bên cạnh đó, công đoàn các khu chế xuất, khu công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh cũng tổ chức chương trình chuyến tàu mùa xuân lần thứ tư cấp thành phố, hỗ trợ 100% vé tàu đưa 500 gia đình đoàn viên tiêu biểu có nhu cầu về quê đón Tết. Sáng 11 tháng 12, bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Giám đốc Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, tuần lễ du lịch Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra từ ngày 4 đến ngày 10 tháng 12 đã thu hút trên 71.000 lượt người dân, du khách đến tham quan trải nghiệm. Tuần lễ du lịch Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 3 là chuỗi các hoạt động truyền thông phức hợp, bao gồm 45 chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao, du lịch, mua sắm, góp phần làm phong phú sản phẩm phục vụ người dân và du khách, tăng tính trải nghiệm, thu hút khách du lịch lưu trú dài hơn, chi tiêu nhiều hơn. Theo thống kê nhanh của Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh, đã có hàng trăm triệu lượt theo dõi trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội về lễ hội du lịch Thành phố Hồ Chí Minh. Công suất phòng lưu trú trong thời điểm tổ chức tuần lễ đạt 80%. Doanh thu của các doanh nghiệp tham gia kích cầu du lịch tăng đáng kể. Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Giám đốc Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh, tuần lễ du lịch Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023 mở ra những cung bậc cảm xúc mới, những kỷ niệm đẹp, nhất là đối với những người làm công tác trong ngành du lịch. Thái Lan đã bắt đầu đưa vào vận hành mạng lưới vận tải đường sắt để xuất khẩu nông sản sang Trung Quốc, Nga và Liên minh châu Âu EU. Chuyến hàng nông sản đầu tiên chở gạo và cao su bắt đầu khởi hành vào ngày 10 tháng 12 từ ga Maptabut, tỉnh Rayong, dự kiến sẽ đến thành đô Trung Quốc vào ngày 15 tháng 12, sau đó sẽ tiếp tục di chuyển đến Nga và Ba Lan. Theo Bộ trưởng Nông nghiệp và Hợp tác xã Thái Lan Tham Manat Prabao, chuyến đi trên tuyến đường mới sẽ chỉ mất khoảng 5 ngày, nhanh hơn so với đường biển. Báo Bangkok Post dẫn thông tin từ giới chức Thái Lan cho biết đang sắp xếp để tháng tới có thể xuất khẩu nhãn tươi và nhãn khô. Bên cạnh đó, sáng kiến này được hy vọng sẽ nâng cao đáng kể giá trị của các sản phẩm nông nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng ổn định trong ngành nông nghiệp của Thái Lan, tối ưu hóa hiệu quả hậu cần, duy trì chất lượng sản phẩm và thân thiện với môi trường.